Way Alpha phiên bản cổ điển 2025 có hai màu xám và xanh. Gam màu trầm đặc trưng cho bảng màu retro, gợi nhớ về vẻ đẹp hoài cổ của quá khứ. Thiết kế kết hợp chỉ một tông màu chủ đạo trên mỗi bản xanh xám, với yếm xe được phối màu nhạt hơn so với thân xe, tạo ra sự nổi bật nhưng vẫn hài hòa. Bộ tem mới với logo Way Alpha mang kiểu chữ retro cách điệu cùng sắc xám nhạt, nổi bật trên thân xe. Phiên bản này vẫn được trang bị động cơ 110 phân khối. Honda cũng bổ sung thêm màu mới là xanh trắng cho xe Super Coupe C125 bên cạnh hai màu đã giới thiệu trước đó là xanh xám và đen nhám. Xe vẫn sở hữu động cơ 125 phân khối kết hợp cùng hệ thống phun xăng điện tử PGM FI. Đối với người Việt Nam, màu sắc khá quan trọng khi chọn xe máy, nó gần giống như quần áo vậy. Bạn biết đấy, nếu bạn không có màu mà bạn thích, bạn sẽ không bao giờ chọn được quần áo. Vì vậy đây là một yếu tố quan trọng và ảnh hưởng đến ấn tượng của người khác về bản thân. Tôi đánh giá cao và cảm ơn các bạn trẻ Việt Nam đã thích xe số, bởi đây cũng là dòng xe gắn liền với hình ảnh thương hiệu Honda. Vì vậy tôi có niềm tin với định hướng và tiềm năng của dòng xe này vẫn còn rất lớn tại thị trường Việt Nam. Hai phiên bản mới này sẽ được bán ra thị trường từ ngày 23 tháng 7 tới, với mức giá 19.290.000 đồng cho Way Alpha cổ điển và 87.890.000 đồng cho Super Coupe C125 màu mới.